Thì chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay. Và mình là Thế Anh sẽ dẫn dắt các bạn đến những tin tức chọn lọc hay nhất trong ngày và cũng như tin tức gọi là đáng chú ý nhất trong ngày. Và bây giờ thì không làm mất thời gian quý báu của các bạn nữa, bây giờ chúng ta sẽ đến với những tin tức nóng xoay quanh việc mà cảnh sát bắn nghi phạm mà vào trường tiểu học để giết người, xả súng nha mọi người. Và bây giờ chúng ta biết những bản tin đó là những bản tin như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Nghi phạm xả súng Mỹ từng điều trị rối loạn cảm xúc. Cảnh sát Nashville cho biết nghi phạm xả súng Hao đã điều trị chứng rối loạn cảm xúc và sở hữu 7 khẩu súng. Trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 3, cảnh sát trưởng thành phố Nashville John Breck cho biết Aubrey Hao, nghi phạm xả súng tại trường Covenant, sở hữu 7 khẩu súng được mua hợp pháp từ những cửa hàng nội thành trong những năm gần đây. Cảnh sát Rowe cho biết cha mẹ của Hao không biết nghi phạm sở hữu nhiều súng, tưởng rằng Hao chỉ có một khẩu và đã bán nó. Cha mẹ Hao nói nghi phạm lẽ ra không nên sở hữu bất kỳ vũ khí nào do lo ngại về sức khỏe tâm thần. Trước khi Hao rời nhà ngày 27 tháng 3 với chiếc túi màu đỏ, mẹ nghi phạm đã gặng hỏi những thứ bên trong. Hao sáng hôm đó mang theo 2 khẩu súng trường bán tự động, một súng nắn ngắn cùng rất nhiều đạn đến trường Covenant, bắn chết 3 trẻ em và 3 người lớn. Ông Roth cho biết Hao đã được một bác sĩ chăm sóc vì chứng rối loạn cảm xúc, song không giải thích chi tiết. Theo luật Tennessee, bệnh tâm thần không phải là căn cứ để cảnh sát tịch thu vũ khí, trừ khi tòa án xác định người sở hữu suy giảm tâm lý và phải vào bệnh viện tâm thần hoặc cần bị quản thúc vì khiếm khuyết tâm lý. Bang Tennessee, Mỹ cấm bán súng cho những người bị tòa hoặc cơ quan pháp luật khác xem là gây nguy hiểm cho họ hoặc người khác hay không có khả năng tự lo cho bản thân do bệnh tâm thần. Nhưng việc được bác sĩ chăm sóc không đủ đáp ứng ngưỡng này. Giới chức cho biết họ đang cố gắng xác định động cơ của nghi phạm. Các nhà điều tra đang nghiên cứu nhiều bản ghi chép và các bằng chứng khác mà Hao để lại. Nghi phạm có một bản đồ chi tiết về ngôi trường, như các lối vào và vị trí có camera giám sát, cho thấy Hao đã lên kế hoạch tấn công tỉ mỉ. Điều tra viên cũng phát hiện Hao dường như còn nhắm mục tiêu xả súng một địa điểm khác, song đã từ bỏ ý định khi đánh giá địa điểm này có quá nhiều biện pháp bảo vệ an ninh. Cảnh sát xác định Hao, 28 tuổi, là người chuyển giới, được cho là từng có một số oán giận vì đến trường Covenant khi còn nhỏ. Ông Rowe từ chối bình luận liệu các vấn đề bản dạng giới, học vấn, tôn giáo của Hao có vai trò trong thảm kịch hay không. Tin tiếp theo, hiệu trưởng Mỹ có thể đã đối đầu với tay súng. Hiệu trưởng Mỹ, trường tiểu học Covenant, Conce, được cho là xông về phía nghi phạm Hao để bảo vệ các học sinh trước khi bị kẻ này bắn chết. Một nhân chứng kể lại rằng bà Catherine Conce đang có một cuộc gọi qua Zoom thì nghe thấy tiếng súng đầu tiên vang lên. Bà ấy lập tức tắt máy, đứng dậy và đi thẳng về phía kẻ xả súng. Nghị viên hội đồng thành phố Nashville, cụ đặc vụ FBI Ruth Bulley nói với Fox News hôm 28 tháng 3. Bulley nhận xét bà Conce, 60 tuổi, đã làm tròn nghĩa vụ của hiệu trưởng là bảo vệ các học sinh. Bà Conce trước đó đã cho trường tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng đối phó xả súng. Tôi không thể nêu chi tiết những điều này để cứu giúp được vô số người. Trong cuộc họp báo hôm 28 tháng 3, cảnh sát trưởng Nashville John Rack nói rằng ông không thể xác nhận chính xác bà Conce đã làm gì, song thi thể bà được phát hiện ở hành lang một mình. Đã xảy ra cuộc đối đầu, tôi chắc chắn là như vậy, ông Rock nói. Một thư John Buffet tại nhà thờ cộng đồng West End, nơi bà Conce thường đi lễ, hôm 27 tháng 3 thông báo về sự ra đi của hiệu trưởng, nói rằng bà đã hy sinh mạng sống để bảo vệ học sinh. Ngoài bà Conce, 2 người lớn khác tử vong là bảo vệ Matt Hill và giáo viên Cynthia Pick. 3 trẻ em thiệt mạng trong sự việc. Hao bị nhóm cảnh sát Nashville, trong đó có 2 sĩ quan Red Enzebeth và Michael Colazzo, nổ súng bắn chết trong vòng 14 phút từ khi lực lượng này nhận thông được tin báo. Cảnh sát Nashville cho biết nghi phạm Hao đã lên kế hoạch về vụ khả súng từ trước và vẽ sơ đồ tỉ mỉ về ngôi trường. Hao sở hữu 7 khẩu súng và mang theo 3 khẩu khi tấn công trường Covenant. Bản tin tiếp theo, Mỹ công bố video cảnh sát hạ nghi phạm xả súng trường học. Thì video này á, thì ở trên các trang báo thì có thể các bạn cũng đã xem rồi. Thì mình sẽ không lấy cái video đó, tại đôi khi sẽ sợ vi phạm về bản quyền nha mọi người. 3 phút sau khi cảnh sát
Greg Rehrbert lấy khẩu súng từ cốp xe tuần tra Andrew Hill. Nghi phạm sẽ xuống trường Covenant chế giết loạt đạn của anh. Cảnh sát thành phố Nashville, bang Tennessee hôm 28 tháng 3 công bố video dài 6 phút được ghi lại từ camera gắn trên cảnh sát. Red Engelbert và Michael Colazzo, những người được triển khai đến hiện trường vừa xuống trường Covenant. Trong video, cảnh sát lái xe đến trường, đổ xe và lấy vũ khí từ cốp. Ezebert có cuộc trao đổi ngắn với một phụ nữ, người nói rằng học sinh đang bị phong tỏa và cung cấp thông tin về hiện trường. Có thể nghe thấy tiếng chuông báo động và tiếng la hét ở phía sau khi anh bước vào tòa nhà. Tiến lên nào, Ezebert chỉ đạo những người khác. Nhóm cảnh sát sau đó lao về phía hiện trường, lục soát từng phòng để tìm nghi phạm. Họ lần theo tiếng súng, lao lên cầu thang. Khi cảnh sát tập trung vào kẻ bắn súng, ai đó hét lên, nạp đạn đi, và Elizabeth dường như là sĩ quan đầu tiên nổ súng, bắn 4 viên hạ gục Andrew Hill. Một cảnh sát khác cầm khẩu súng trường, đứng giữa Elizabeth và Colazzo cũng có thể đã bắn một phát đạn. Colazzo sau đó nhanh tiến về phía trước, bắn thêm 4 phát nữa bằng khẩu súng ngắn của mình. Colazzo nói, nghi phạm bị hạ rồi, khi thấy Hill không có phản ứng. Cảnh sát đã hạ nghi phạm 14 phút sau khi được báo tin. Hành động của nhóm cảnh sát Nashville được đánh giá là khác hẳn lực lượng an ninh ở Uvalde, bang Texas, những người xử lý vụ xả súng trường học. Tháng 5 năm ngoái, cảnh sát Uvalde bị chỉ trích vì đã đợi hơn một giờ trước khi xông vào đối đầu kẻ tấn công. Trong thảm kịch khiến 19 học sinh và 2 người lớn thiệt mạng, nhiều người tán dương ca ngợi cảnh sát Nashville là người hùng. Tôi rất biết ơn vì tất cả những điều đó, Colazzo nói. Tôi chỉ muốn dành thời gian cho gia đình mình. Cảnh sát cho biết Ezebert có thâm niên 4 năm trong lực lượng và Colazzo đã làm việc được 9 năm. Colazzo trước đây là nhân viên y tế trong đội đặc nhiệm WASP và được đào tạo về vũ khí đặc biệt. Cảnh sát trưởng John Rack nói với phóng viên, tôi thật sự ấn tượng bởi trong tình huống nguy hiểm như vậy, có người kiểm soát được tình hình và nói tiếng lên nào. Rock nói trong cuộc họp báo, Hau 28 tuổi, cựu học sinh trường Covenant, ngày 27 tháng 3 gây ra vụ xả súng khiến 3 trẻ em và 3 người lớn thiệt mạng. Trong đó có hiệu trưởng Catherine Conce, 60 tuổi. Cảnh sát trưởng Rock cho biết các sĩ quan phát hiện nghi phạm có một bản đồ di tiết về ngôi trường, như các lối vào và vị trí có camera giám sát, cho thấy Hau đã lên kế hoạch tấn công tỉ mỉ. Điều tra viên cũng phát hiện Hau dường như còn nhắm mục tiêu xả súng ở một địa điểm khác, xong đã từ bỏ ý định khi đánh giá địa điểm này có quá nhiều biện pháp an ninh. Tin tiếp theo, Mỹ thừa nhận thử thất bại tên lửa siêu vượt âm. Quan chức không quân Mỹ thông báo họ đã thử thất bại tên lửa siêu vượt âm AMG-183A 2 tuần trước, cho biết chương trình phát triển vũ khí này gặp khó khăn. Không quân Mỹ ngày 24 tháng 3 thông báo đã thử nguyên mẫu hoàn chỉnh của tên lửa siêu vượt âm AMG-183A hôm 13 tây tháng 3, song không tiết lộ chi tiết mà chỉ nói rằng hoạt động đáp ứng một số mục tiêu. Giới quan sát Mỹ suy đoán rằng họ đã phóng tên lửa thất bại, chỉ ra rằng thông báo này khác với vụ thử hồi tháng 12 năm 2022 khi không quân Mỹ khẳng định hoạt động thành công và đáp ứng tất cả mục tiêu. Trong phiên điều trần với Hạ viện ngày 28 tháng 3, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall thừa nhận thất bại trong thử nghiệm. Chương trình vũ khí phản ứng nhanh phóng từ máy bay gặp một chút khó khăn trong hoạt động thử nghiệm, ông Kendall nói. Tên lửa AMG-183A do Lockheed Martin sản xuất nằm trong khuôn khổ chương trình AARW. Bộ trưởng Kendall cho biết không quân Mỹ đang ưu tiên tên lửa hành trình tấn công siêu vượt âm so với AARW ở thời điểm hiện tại. Bộ trưởng không quân Mỹ chưa nêu chi tiết lý do vụ thử thất bại. Chúng tôi chưa nhận được dữ liệu cần thiết. Họ đang kiểm tra và cố gắng tìm hiểu lý do, ông Kendall nói, đồng thời khẳng định vụ thử tháng 12 năm 2022 với nguyên mẫu hoàn chỉnh rất thành công và là một bước tiến lớn. Ông Kendall cho biết không quân Mỹ còn hai nguyên mẫu AMG-183A và dự định thử nghiệm sau khi hoàn tất nghiên cứu về thất bại ngày 13 tháng 3. Chúng tôi có thể phải đưa ra quyết định về số phận chương trình AARW sau khi hoàn tất các hoạt động này, ông Kendall nói, chúng tôi sẽ xem xét lại chương trình trước khi xây dựng đề xuất ngân sách năm tài khoá năm 2025. AARW là một trong những chương trình tên lửa siêu vượt âm đang được không quân Mỹ tiến hành, bên cạnh các dự án vũ khí siêu vượt âm của các quân chủng khác nhằm thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực này với các đối thủ như Nga và Trung Quốc.
Quả đạn AMG-183 được thả rơi tự do từ máy bay như bom thông thường, sau đó kích hoạt động cơ tên lửa để giúp đầu đạn đạt tốc độ và độ cao phù hợp. Quả bảo vệ sau đó sẽ bung ra và đầu đạn lướt tới mục tiêu với tốc độ trên 6.000 km/h. Mỗi quan tạc cơ B-52 có thể mang tới 4 quả AMG-183. Dự án tên lửa AMG-183A từng nhiều lần gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm. Vũ khí siêu vượt âm có thể di chuyển với vận tốc ít nhất là Mach 5 gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Chúng thường được mô tả là vũ khí vô hình, do tốc độ bay rất cao và khả năng cơ động trong hành trình giúp tránh được phần lớn hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay. Nga và Trung Quốc đều tuyên bố đã sở hữu vũ khí siêu vượt âm, trong khi Mỹ vẫn đang chật vật phát triển chương trình này. Cựu đại tướng Mỹ John Hayden năm 2021 thừa nhận nước này tụt hậu so với Nga và Trung Quốc về vũ khí siêu vượt âm, cho rằng Mỹ sẽ mất nhiều năm và phải bỏ nguồn lực rất lớn để giành lại vũ khí hàng đầu trong lĩnh vực này. Sau đây là bản tin thứ 5, cũng là bản tin cuối cùng của chương trình. Tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, Mỹ Hàn diễn tập tấn công bờ biển. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc điều hàng nghìn binh sĩ với tàu đổ bộ, trực thăng cùng tiêm kích tàng hình tham gia diễn tập tấn công bờ biển. Thủy quân lục chiến Hàn Quốc ngày 29 tháng 3 thông báo cùng Mỹ tổ chức diễn tập tấn công bờ biển tại khu vực Bohat, cách thủ đô Seoul khoảng 272 km về phía đông nam. Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ tập trận Sangyong, dự kiến kéo dài đến ngày 3 tháng 4. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc điều khoảng 30 chiến hạm, trong đó có tàu đổ bộ Rokdo và USS Martin Island, cùng 50 phương tiện tấn công đổ bộ và 70 máy bay, trong đó có tiêm kích F-35B và trực thăng tấn công AH-64. Khoảng 2.200 lính thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc diễn tập này. Cuộc diễn tập bắt đầu khi tiêm kích của Mỹ và Hàn Quốc quan tạc phòng tuyến giả định của đối phương để dọn dẹp chướng ngại vật, mở đường cho lực lượng đổ bộ. Các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc sau đó đổ bộ bằng thiết giáp lội nước, tàu điểm khí, trực thăng MUH-1, Marineon và MV-22 Osprey. Tấn công bờ biển là chiến dịch được thiết kế để chiếm một khu vực lãnh thổ của đối phương, không phải để phòng ngự. Tuy nhiên, đại tá Samuel Meyer, chỉ huy quân đội viễn chinh thủy quân lục chiến số 13 của Mỹ, khẳng định cuộc diễn tập tấn công bờ biển ở phía nam Hàn Quốc không phải hoạt động khiêu khích. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây tiếp tục leo thang khi Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản, trong khi Triều Tiên cũng tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả. Triều Tiên trong tháng này phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, trong đó có tên lửa xuyên lục địa Hwangsan 17, nhằm phản ứng với các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích kéo hoạt động như vậy của Washington và Seoul, coi đây là bằng chứng cho thấy hai nước này có thái độ thục địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay. Và để ủng hộ kênh, các bạn hãy cho kênh một đăng ký, một chia sẻ, cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi tụi mình đăng những video đó lên nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin chứng tướng ngốc chọn lọc ngày hôm nay, mình xin chúc tất cả bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ, có một bữa cơm ấm áp bên gia đình, bạn bè và người thân của mình nhé. Và bây giờ thì mình xin kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin ngày mai.